những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì. Một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu.